Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí quyết tự cạo mặt tại nhà. Trước khi mình chia sẻ cái cách cạo mặt bằng dao này nè, đó là mình chia sẻ một tí xíu về cái cạo mặt hồi xưa mà tự cạo mặt tại nhà. Là mấy chị em nào mà tầm 40 trở lên đó là biết cái cạo mặt tại nhà hồi xưa tự cạo đúng không? Hồi xưa là mình hay dùng cái sợi chỉ nè, cái sợi chỉ như thế này là mình cột lại cái đường kính là tầm 20 á, là mình xăng lại thế này nè, đó là mình đưa vô da này thấy chưa? Đó. Hồi xưa mình làm tóc nữ á, mình làm móng gội đầu rồi xe lông mặt cho khách á, mình cũng thường làm cái này lắm đó. Hồi xưa mấy chị em mẹ mình đồ đó là hay dùng cái sợi chỉ này nè, là tự xe mặt xe lông này tại nhà đó, tại vì không có thời gian để đi ra ngoài làm đẹp á, với lại cũng tiết kiệm chi phí á, nên ở nhà hay dùng chỉ đó. Đó là xe bằng cái sợi chỉ này nè, đó thấy chưa? Đó, bây giờ là mình không có xe bằng sợi chỉ này nữa, tại vì cái sợi chỉ này là xe rất là tốn thời gian, mà nó xe xong đó là nó đỏ hết cả cái mặt lên luôn. Là hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cạo bằng cái dao cạo mình hay dùng mình cạo cho khách này, mà các bạn cạo tự cạo tại nhà cũng rất là an toàn đó. Cái dao này là các bạn mua ở ngoài chợ, nó chỉ giá nó 20.000 thôi đó, cạo rất là an toàn. Và hôm nay mình bữa trước đó, mình có chia sẻ trên một cái video là cầm dao cạo á, đằng này là mình cũng hôm nay mình sẽ chia sẻ sơ qua một cách cầm lại cho các bạn nào mà chưa xem được á, thì các bạn hôm nay xem ha. Đây, mình mua cái dao là ở ngoài chợ là nó như thế này nè, đó. Đó. Cái này là để siết cái dao lại nè, mình khi mình lắp lam mua thì nó siết cái dao lại đó. Đó, nó không rớt ra đó. Mình gỡ ra, mình mua về là mình lật nó thế này là mình gỡ này ra. Ở đây là cái miếng lam. Đây là cái miếng lam mà sử dụng. Các bạn sử dụng loại lam gì cũng được. Các bạn thích dùng loại lam gì các bạn mua cũng được. Đó, các bạn dùng cái kéo nào cũng được, của gia đình cũng được. Đây là cái miếng lam này thấy chưa? Đó. Nó có hai cái góc nè. Đó, hai cái góc nó có một cái lõm vào nè. Các bạn cắt ngay cái góc đó. Kéo nào mình cắt lam cũng được hết trơn á, kéo gia đình mình cắt sử dụng mình cắt cũng được, còn đây cái kéo mình dùng để chuyên mình cắt lam để mình làm cho khách đó. Đây, và đây là cái dao là các bạn lắp lam vô nè ha. Đó, các bạn nó có cái khe cái này nè, đó các bạn cứ đưa vào. Khi các bạn đưa vào là các bạn đưa cho nó lọt vào cái dao luôn nha. Đó, các bạn lọt vào cái dao này đó. Đây nó có một cái độ an toàn để mình khi mình sử dụng mình cạo cho khách này. Các bạn lấy cái dao các bạn đưa lên tay kiểm tra dao để nó có bị xước không. Nếu mà cái dao á mà nó lôi lên thế này là cũng không được nè. Đó, mà nó thụt xuống này thì nó sẽ rớt nè. Các bạn cứ lắp ngang tầm đó là cạo rất là an toàn. Cái đoạn này nó cũng phải bằng cái này ha. Nó bằng đoạn này nó phải bằng cái này nè. Đó, bằng. Rồi các bạn thắt cái dao vào này đó. Các bạn sử dụng cái dao này các bạn cạo trên mặt các bạn nó rất là an toàn tuyệt đối luôn. Nếu mà mình cứ cạo từ từ đi thì nó sẽ an toàn lắm. Rồi bắt đầu là các bạn cầm dao này ha, các bạn nhìn cách cầm dao của mình này đó, các bạn lật cái dao ngược lên này đó, thấy chưa? À, các bạn đưa cái ngón tay út của mình á là giữ được cái đuôi dao, còn cái ngón tay cái á, thì là mình đặt ở dưới lưỡi dao, mà ba ngón tay mình đặt phía trên sóng dao á, là mình giữ được cái dao đó như thế này, đúng chưa? Đó, mình cạo cái dao như thế này thì nó sẽ mất an toàn hơn đó. Nhiều khi á, chị em mình bận rộn á, không có đi ra tiệm được thì mình cạo cái này là để mình
nó an toàn mà nó cũng tiết kiệm được rất là nhiều. Đầu tiên nè, mình các bạn căng cái da ra nè ha. Các bạn cạo đặt cái dao là một góc 45 độ nha. Mỗi lần các bạn cạo là các bạn nhớ căng cái da mặt mình ra. Đầu tiên là mình cạo cái ria trước. Các bạn sẽ đặt cái dao mà các bạn kéo nè. Kéo cái da căng ra nha. Bạn nào cạo chưa quen đó là các bạn đi dao từ từ thôi. Các bạn đưa nhẹ nè. Qua cái viền môi là mình đi thật chậm nhé, cho nó an toàn nhé. Đó, đây là cạo qua cái viền môi nè. Bắt đầu là mình cạo xuống dưới cằm nè. Dưới cằm là mình tự cạo thì mình phải ngậm cái môi mình lại một tí. Sau khi cạo trên ria và dưới cằm là các bạn mới cạo bên má bên này. Mình cạo theo từng bước để mình cho nó đều cái mặt của mình ha. Đây, các bạn bắt từ phía bên mang tai, các bạn cạo qua cái chỗ mắt, các bạn đi cũng chậm lại ha. Các bạn đi đoạn nào là các bạn căng da đoạn đó. Tới đoạn cánh mũi là các bạn cũng đi chậm lại ha, chứ để nó phập vô cánh mũi của mình đó. Rồi các bạn đi xuống. Đi từ trên xuống dưới cằm nè. Cái mặt của mình cũng lười cạo lắm, cả tháng mình mới cạo một lần được. Râu mà nhổ được luôn mà. Rồi phía bên này nè, các bạn vuốt tóc lên nè. Bạn đi nhẹ quá ha. Cạo đâu là cứ căng da đó. Các bạn càng căng da ra là nó cái khả năng rách mặt là không bao giờ có. Các bạn đừng có để dùng cái này là nó dễ bị hơn. Rồi qua cái má bên này là các bạn lại kéo cái da ngược xuống bên này. Các bạn đi dao lên, tại vì mình đi xuống thế này thì cũng được đó. Đi xuống thì mình lại kéo cái da ngược lên đó, vậy đó. Rồi bắt đầu mình cạo lên thì mình kéo cái da ngược xuống đó. Nói chung cứ kéo da ngược lại so với cái hướng đi của dao. Mình đi chậm cho các bạn xem và tham khảo ha. Rồi tới bên trán. Bên trán nó hơi khó cạo một tí, nhưng mình cố gắng mình cạo ha. Nè, bên trán các bạn cứ vuốt tóc lên hết rồi các bạn cạo. Các bạn cứ đưa cái da các bạn kéo một đường xuống ha. Tại vì trên trán các bạn đi nó khó thì các bạn đi xuống một đường thôi. Ngay cái chỗ giữa trán là các bạn cũng đi. Cái đây các bạn kéo cái lông mày căng lên các bạn đi. Đơn giản thôi, không có gì khó hết trơn á. Cứ cạo không quen thì mình cứ cạo từ từ thôi. Rồi bây giờ là mình chỉ cho các bạn xén lông mày nè. Đó, các bạn xén lông mày nha. Các bạn lấy cái tay nào của mình kéo lông mày căng lên. Chị em phụ nữ mình đừng có nhổ lông mày nha. Nhổ lông mày là nó mau sập mí lắm á.
cái lông mày của chị em nào mà mình xăm á, nó thừa ra là mình dùng cái dao này mình xém cũng vẫn vẫn được. Rất là đơn giản. Mình chúc các chị em mình cạo mặt thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem video ủng hộ mình. Chúc các bạn ngày mới thật an lành và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.